Chuyện kể rằng, có người nghèo nọ, do làm việc gì cũng không thành công, sinh lòng uất ức, liền chạy đến khóc than với Đức Phật. Duyên cớ làm sao mà con làm việc gì cũng không thành ạ? Đó là vì con chưa học được cách bố thí cho người khác. Nhưng con nghèo khó như vậy, tiền mình còn không có, thì biết bố thí cho ai đây? Một người cho dù hoàn toàn không có gì, vẫn có thể cho người khác 7 thứ. 1. Nhàn thị, biểu tượng cho nét mặt, dù không có gì, nhưng ai cũng có nụ cười, thái độ niềm nở, đều có thể đem cho những người mà mình gặp. 2. Là ngôn thí, biểu tượng cho lời nói. Lời nói chẳng mắc tiền mua, lúc nào chúng ta cũng có thể lựa lời nói những điều ấm áp, động viên người khác, khiến họ cảm thấy được an ủi. 3. Tâm thí, biểu tượng cho tấm lòng. Tấm lòng cũng chẳng tốn đồng nào, chỉ cần có tâm rộng mở, thế cũng là đã cho đi rất nhiều rồi đó. 4. Nhãn thí, tượng trưng cho ánh mắt. Dùng cái nhìn thiện ý, động viên, có thể khiến một ngày của ai đó trở nên tốt đẹp. Không phải còn cũng từng ít nhất một lần cảm thấy phấn chấn hơn chỉ với một ánh mắt sao? 5. Thần thí, tượng trưng cho hành động. Những hành động nhân ái, giúp đỡ người khác, đôi khi còn giá trị hơn cả tiền bạc. 6. Tọa thí, tượng trưng cho chỗ ngồi. Khi đi tàu, xe hay thuyền, hãy nhường chỗ ngồi của mình cho người cần. 7. Phòng thí, phòng ở còn trống, không dùng đến, ta có thể cho người khác vào nghỉ ngơi. Theo lời Đức Phật, bố thí có rất nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn là có chân tình và cái tâm lương thiện. Thì dù là bất cứ ai, sàng hay hèn, đều có thể làm được. Những người vẫn đang hàng ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thực chất cũng là một dạng bố thí. Không nên hiểu bố thí theo nghĩa thương hại tiêu cực, mà bố thí ở đây nghĩa là cho đi, cho những cái mình có, cho những ai cần nó. Nhiều người hay than thở, sao mình cố gắng quá nhiều mà vận may chẳng đến, nghèo vẫn hoàn nghèo. Theo cái nhìn nhà Phật, nếu bạn cứ nghĩ mình phải trả nợ cho ai, thì chính là đang ôm khí oán giận, cả đời không hết khổ. Tương tự, muôn vàng lo toan, nếu cứ nghĩ đó là trách nhiệm, sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Nhưng nếu nghĩ đó là đang bố thí trong gia đình, đang cho đi để những người mình yêu thương được vui vẻ, thì sẽ thấy đó là việc làm tự do tự tại, dễ chịu, vui vẻ. Bố thí có thể trước mắt chưa thấy có quyền lợi, nhưng quả của nó sớm muộn rồi cũng đến. Vậy đấy, bình thường bạn cứ nghĩ bố thí là phải cho tiền ai đó, cho những người nghèo khổ, phải đến trước cổng chùa phổ độ chúng sinh, bỏ tiền vào hòm công đức. Nhưng thực tế, đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Bố thí bằng tiền bạc chỉ là một phần nhỏ, chứ chưa tới, chưa đủ. Biết bố thí và tạo phước cho người, thì cả hai đều có đức.